Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì chiều nay kéo quân vô nhà người phụ nữ quyền lực bà ngoại bạn ơi, làm món như là cháo ếch á, mấy con ếch mà hôm trước mà đặt 12 cái ngục chín được các bạn, nên bữa nay mấy anh chị em định làm món cháo ếch với lại mấy gầy. Và thời tiết rất chiều nè, hay mưa á, đang chuẩn mưa nè, không khí mát mẻ nên quất cháo ếch là hết bài rồi. Hôm bữa đặt mấy cái 12 con ngột dính mấy con ếch cô mê á, ếch đồng còn nào đấy nái cô đã, nhất là mấy con ếch cái không nhìn thấy thèm rồi. Tính ra ếch thì làm được nhiều món lắm á, đặc sản miền Tây mà, ví dụ như là cháo ếch nè, ếch xào lá cách nè, ếch xào lăng nè, hay là nướng sả tế nè, hay nhúng mẻ nè, nói chung rất là nhiều món bạn ơi. Ếch đồng bây giờ bạn thấy chứ khó tìm lắm, với lại là giá cả nó rất là cao, nó không giống như ếch nuôi đâu nha, bạn tiền nào của đó đó. Hôm bữa đặt mình ăn ngục vô được đâu như mười mấy con á, quên như mười một con phải, cái tối như được 6 con 7 con gì, ban ngày như là được 5 con cái gì. Cái chuyện là không khí mát mẻ quá lạnh, hồi nãy cũng có những cái đào là mưa, mình đi chạy lên bị mất mưa thôi, làm sao lên tới chợ Nham ăn hết mưa á. Bà đứa bé đi lăn bay lăn bay. Bây giờ mời cả nhà theo mình vô nhà người phụ nữ quyền lực tranh thủ làm món bào nha. Đây hàng thứ thiệt trong đây, nó sợ sảy ếch làm sao cũng mới rút mồi bén trong đây nè bạn. Tủng tẳng tủng tẳng. Ủa cái này nặng lắm trời, cái này hơi cái 2 kg giống hờn lắm mà cầm lên thấy nặng thiệt bạn. Ếch này ếch khú dạ không, nó có khét đâu chân rồi trời, sống thấy ai chân, 2-3 người ở Hải đâu đây mà. Mít xi nướng nương mới vô tới. Bà ngoại bên kia mới trồng cây ăn trái gì các bạn ơi. Trồng cây gì ngoại? Sầu riêng với măng cột hả? Ồ. À, khu nhà hàng nè. Ồ, thấy chưa? Ồ, có con ngủm rồi. Thấy chưa? Tao nói con ngủm của tuổi rồi. Bữa đâu giỡn 12 con ngủm nó siêu mẫu nó yếu rồi. Ủa, ếch đồng chính hiệu luôn. Có 2 ếch cái siêu to khổng lồ. Không, kêu bà Tư vô liền có chị. À, mới đem ếch ra các có bà Tư vô liền không? Bà Tư xinh đẹp. Sao? Thì xử đẹp đi. Con còn ngụm của tỏi kìa. Đó thấy không? Mày thấy con ếch con nào nó cỡ đó đó. Mày có coi cái clip mà chưa? Chưa. Chưa. Trời ơi, ếch con nào con nấy con kìa. Tôi biết cái là tôi bắt chứ không. Cái vậy? Rồi bắt, rồi bắt con 2 con nó đi. Trời, bà ba bắt ếch ngủm. Bà ba bắt ếch đẹp dữ vậy. Coi chừng nó ngã cái bao ra nó phóng nha trời. Định ba lại cho. Này mới ngon. 1 2 3 bắt rồi. Hả? Mà ông nhâu nấu cháo mà ông ăn với bắp chuối cũng ngon nữa. Em lấy cái kéo luôn rồi. Đây. Thằng
bị đuổi chạy vòng vòng nè. Bà thấy không, ếch con nào cũng nó phải cỡ đó đó. Cái đó cũng hơn 2 kg chứ ếch gì. Ờ, vịt xiêm bà ngoại mới thấy là cũng lớn dữ ha. Cái này mồi đầy đủ ăn hết luôn. Cái này khoảng tháng mấy nữa là bào được rồi. Ăn không kịp. 50 mấy gần 60 con vịt xiêm. Lột da không hay để da? Lột da chứ mấy bà để da mấy bà sao dám ăn? Cái ếch thường là để da nó sẽ ngon hơn bạn, nhưng mà cái là ở đây phụ nữ để da họ họ ngớn không dám ăn. Chứ ếch mà để da mới là đúng bài. Để đưa cho cũ. Còn đây là chị Nương mới chuẩn bị gan gạo hay là sao? Gan gạo. Ê, gạo con làm món thơm con để vô gan luôn. Ủa gạo này là chị phi chị gan hả chị Nương? Phi mỡ thơm. À, chứ nào giờ em thấy tượng là gà để gạo vô trực tiếp gan không ạ? Phi mỡ thơm ngon. Ồ, bữa nay Missy Nương mình phi mỡ thơm xong mới để gạo vô gan bạn. Mỗi ngày mỗi cách mới ha. Tin nè. Dạ tin. Mê coi YouTube rồi. Bạn coi đi, mình nói nấm cơm sao không thấy nó quên mua ở phải quên mua mà là mới đầu định là nhắm ngoẻ. Vậy nghĩ sao nó mình phải ăn nấm vậy? Mà hỏi ra thật sự thằng đàn ông nào mà không phải ăn nấm đâu. Thề đi, không có đàn ông mà không phải không phải ăn nấm. Đúng rồi, đàn ông thằng nào mà không phải ăn núm. Trời ơi, bà càng lộ liễu cái đó luôn ha bà ba, có kén. Đúng rồi bà Tư ơi. Trời bà Tư xinh đẹp. Gì chị nổi chứ. Lựa núm bự không hả? Chà cái bếp này không biết chị Nương mới nhúm được không ta? Được. Hôm bữa đó chỉ có người phụ nữ quyền lực mới nhúm được đó. Lò đi ngang tao mua cho bà ngoại lên làm cái bếp đứng à. Đưa cái ống khói đọc cái toàn ra cái đưa ống khói lên cho bà nấu nó hút. Trời ơi, cái ống khói của bà ngoại bà để có lệ thôi chứ bà đâu có kính hơi đâu mà hút. Nè. Bà đâu có lấy xi măng chén đâu. Ừ, bữa nào bơi với bơi chi xi măng. Nó làm cái lò ngoài nhà ấy hả? Ngoài còn sắt không nương cái chú hai hàng bè đó kêu cứ lấy lửa ít khúc hàng cái đồ để cái bếp lên cho bà ngoại chứ mình để cao lên vậy cho bà chụp được. Còn cái này là mấy bao cám rồi bao cháu rồi tùm lum hết trơn, ngoại bà cho vịt xiêm nó ăn nè, lum hết trơn. Rồi là thêm hèm của bà ba cốc cán hồi lúc trước của bà Tư, giờ sang qua cho bà ba cốc cán nấu à, nấu rượu á. Bà Tư nó giàu rồi, giờ bánh thêm cho bà ba nó làm. Cháy dầu vô. Rồi cho dầu vô. Bà Tư nấu rượu, bà Tư giàu rồi, giờ chia lại cho bà ba đi. Bà Tư xinh đẹp nấu rượu thôi mà bà ra hai cái bè cá chà bá lửa đó. Dầu ăn chứ không phải đồ dừa dừa. Tận dụng cơ đó hả? Hồi nãy vô nhà cự nó không có ai hết trơn á. Ôi ma, không có nghe tiếng chồng đi vòng nhà. Ôi ma, không nghe ba trả lời chân vậy. Tụi để tổ vô nó thơm bạn ơi. Cho gạo vô. Hồi nào giờ mình chỉ thấy gạo gan trực tiếp, bạn chứ chưa thấy cái vụ mà tỏi mình phi lên chỗ này. Mà công nhận nó thơm thiệt. Với lại cái này một công đôi chuyện nè, thường thì mình nấu cháo mình làm tỏi phi. Tỏi phi bắt đầu mình mới cháo chín xong mình mới đi phi tỏi mà. Phải công nhận là làm cái chiêu này nó thơm mà. Nó thay kiểu như hành phi luôn á. Hột gạo nhìn đẹp không? Đây là cái dư âm mà hôm bữa là đặt 12 cái ngục dính mấy ngớt này rồi á.
không chơi rồi bắt quái thấy ớt ban xuống lụm liền. Bữa đó trước nếu mà đặt là trúng đó, tại bữa đó mưa, mưa ớt nó bắt cặp nhiều. Nó kêu quá trời kêu luôn, Phượng kêu chín nó đặt đi. Chim nó vô nó đặt. Người ta tình kiếm kiếm mà đưa qua bà tao xinh đẹp á thành chim luôn rồi. Thôi cho nước vô luôn bạn. Mix xì nước nữa. Chà cái này chắc cũng phải 2-3 ca. Còn mình để tỏ khuy mình sợ cái đó cái hộp gạo nhìn thấy nó ấy ha. Hồi đó sau cái nó bung ra nhìn vậy đó. Kiểu như nó hơi dễ dẻo sao đó, kiểu đại khái con nếp mà. Kiểu mà cơm chiên nữa. Giờ cho thêm ít nước nữa. Cái xoài bên bà ngoại có mấy trái trứng cây vậy, nhìn thấy thèm vậy trời. Trái nắng mặt trời rồi, đó. Đó, trứng cây mấy trái vàng vàng là trứng cây đó. 2, 3, 4, 5 trái. Nhìn thấy đã không? Xoài bây giờ thì thôi đi dọc đường là bao la bắt ngát. Rẻ bèo trái nên sợ bây giờ bạn thấy để trên cây tao do rẻ quá đó, bởi vì người ta cũng không cắt, bạn để trên cây quá trời quá đất luôn. Giờ cũng 5 giờ mấy rồi, cũng 5:20 à. Mà người phụ nữ quyền lực vẫn đấm đuối trồng cây. Bạn coi bà ngoại bà nuôi dịch sim ở sao năm mấy gần 60 con, còn ở đây đâu cũng có 20-30 con nữa. Nó đẻ ra đó rồi bà ngoại bà nuôi luôn. Đâu? Bắp chuối. Ở trên cây. Thánh thằng ngơi gì, bởi vì tưởng đâu hái gồ bởi nhìn dưới đất không à. Bởi hỏi hái chưa ngồi đó bà ngoại hái gồ. Beo á. Beo. Hai bắp chuối này chẳng bị mình nấu cháo luôn, cháo mà cái cháo ếch mà gõ bắp chuối luôn. Mới đầu định nhúng mẻ nhưng chuyển qua nấu cháo bởi vì không có nấm rơm. Sao mà tao xử đẹp được không? Chà cái vợ này được nè, dễ hơn cái vợ ngoài xương mẫu với cá sình á. Khó bẻ. Mà tư xíu đẹp này nha. Đó, đó, trời, mũ không bà Tư ơi. Sao nó không lộn như vậy, chạy. Bắp chuối nè, ở dưới quê bạn thấy đi ra chợ mua là mười mấy gần 20 ngàn bắp á. Còn nếu mà trên Sài Gòn, Bình Dương mình nghe nó hình như 40-50 ngàn mà. Trời gió ngồi chắc mưa quá, hôm nay gió trời gió rất chiều. Lạng quạng mưa mà hồi sáng giờ nóng nực bà cố luôn, không có miếng gió. Giờ này bắt đầu có gió lên rồi nè. Lạng quạng tối nay mưa. Trời ơi nó nhiễu cái đầu. Nãy giờ uống ngủ rồi á. Lên đây thì bà Tư xinh đẹp cũng đang xử bắp chuối đó. Còn Beo với ba cốc cán mình thì vẫn đấm đuối. Chữ đẹp mới ngớt. Ồ, đúng rồi, đàn bà không có mông sao đàn ông mê được. Vậy không vậy mà phụ nữ mê đàn ông mê cái gì ta? Trời ơi, trời bà Tư cái đó luôn bà Tư. Dạ chú khác bạn ơi, cái gì bà Tư bà cũng nói được, bà không ngại cái gì chứ không ạ. Bà Tư với bà Hai có kén mình là như là cũng cả 9-10 á. Giờ bà Tư xinh đẹp ơi. Đó, đây bà Tư xinh đẹp. Cắt tỉa tỉa nè. Cái này mình để vô nước có ấy chanh màu phải không? Ngon nó đen. Sao mày không để cái thau nước đi chứ? Có thau nào đâu để mà đưa cái thau mũ thôi. Con gà đó nhớ là như gà của bà Tư nè, con gà trống đó. Đúng không? Ừ. Nhớ rồi, người lúc trước bà nói mà. Con gà nó đá vô hầm xả thôi chứ đá bóng gì bạn. Vậy đó giờ hầm xả ngon ăn chứ còn đóng gà con nữa kìa. Đây là món ếch mới mặn xong rồi nè. Trời ơi nhìn cái đồ ếch đúng thấy thèm thiệt bạn. Khoái chạy nó miếng à. Rồi nó định làm gì nó mới xin không? Trời chuẩn bị mưa rồi bạn, nhanh ghê không, đang kịnh rồi nè. Long Dương kéo tới rồi bà con ơi.
Rồi lâm râm luôn kìa, nhìn như mưa biết rồi. Nghi lắm mà. Tụm gại dắt chiều tối lên thường mưa lắm. Chà trời mưa này quất nồi cháo này đúng bài rồi. Thứ gì chịu nổi đi. À, con cá gì ta? Cá lóc cái gì ta? Kìa đúng rồi, cá lóc. Để mình dồn lại các bạn thấy rõ không nha. Cá lóc nhỏ à. Ồ vô cái gạch này càng quỳ mà cá lóc trời. Đó thấy không? Sát mặt đất luôn á, sát cái miếng nước đó. Đó đang lội đó. Ủa sốc mà sôi thiệt. Quá đã. Thứ gì chịu nổi. Đúng ở sông Tiền có khen. Cá mắm lúc nào cũng có. Còn trong mình kiếm một con không ra. Cá lóc dạng thiệt. Bên này có mấy cái bông đẹp mà cái là bông giấy vậy nó hơi tàn quá. Chứ lúc trước nó đẹp lắm luôn. Nguyên chỗ này nè. Bông nào bông trang nào bông giấy. Trời ơi, ba có kén mình ha, bầm những nhừ. Còn cái này mình nãy là bếp ga luôn cho mau vậy. Ừ cái để hồi nó thử tổ ớt vô cái bếp ga. Ừ, cho mau đi. Nó nhừ đi cái như mình thử cái này nè xào. Không nói cái gì lên là mấy bà này cứ hô à, hay không? Bởi làm trai nhiều lúc cũng khổ lắm bạn. Trời ơi. Có thiệt nha, làm trai không bao giờ khổ luôn, nó thiệt. Ừ, ừ. Không bà. Mình khóa nhất là ba cốc cán là lúc nào bà không bao giờ dìm hàng mà. Bà luôn lúc nào đứng về phe mình hết á. Bởi vì mới gọi là cốt với cán mình. Ai nói, mình không đứng mình nghe. Bởi vậy mới đúng là cốt cán mình chứ. Rồi để vô luôn. Nấu cháo ớt này nấu mau ta. Trời ớt này nhớ lại hồi đó bà Tư nhà con lúc còn nhỏ đó. Khoái đi xôi ớt mà hồi đó xôi nhái á. Mà nhái hồi đó nó dạng lắm, xôi bằng cái lồng đèn á. Ăn dầu đóng cái học á. Lúc đó nhái nó nhiều mà nó dạng. Cái làm cái đèn sắt. Hồi đó cái đèn dầu, cái để vô bắt đầu đã sắt để vô cái đèn đóng cái lồng. Cây với cái miếng để vô làm cái lồng đèn đi cho nhái xôi ớt. Chứ một phần hồi đó nhà trồng trái cây trồng nhãn lông á mà bị ăn trộm dữ lắm. Bởi vì tối lúc nào cũng ở ngoài sau vườn có cái chòi ngoài ngủ ngoài canh chừng đó. Bởi vì giấc tối khoảng 6 giờ đó buồn buồn lắm. Lúc nào cũng vậy đi sao nhái nấu cháo rồi xong lâu nhái cắm câu cá lóc nấu cháo đồ ăn á. Tại thường lúc đó bên nhà bác Tư của mình á thì sau vườn cũng trồng nhãn lông. Thì bác Tư mình với con của bác Tư mình á, tức là anh Thi á với anh Khang đó. Cũng vậy, rồi xong bên mình thì mình với ba mình. Thì tối hai vườn sát bên đó thì cũng cắt cái chòi đó rồi xong bắt đầu tối hai bên từ rồi đi sao nhái rồi cắm câu rồi bốn người ngồi ăn vậy nè. Vui lắm mọi ơi. Thôi giờ kiếm con nhái đi, lần trước kiếm câu cắm câu kiếm được đâu 10 con mà lội muốn gần chết. Vậy. Rồi xong rồi bán được nửa con câu rồi. Bên đây là bắt đầu mình phi lên. Bắt đầu mình khử ếch. Ủa bếp ga của bà ngoại hôm nay nó không khè khè bụp 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 đó ra. Bên đây không khè, bên đây mới khè. Khó tìm với bếp ga quá. Bụp bụp cho dầu vô. Ai mà nhặt lớn dữ vậy ta? Siêu quẩy xuyên lục địa. Còn ai không biết nữa. Cha của Hàm. Con của ông Hàng Sớm. Con ông Hàng Sớm. Hồi để hành tím vô có khác liền. Bây giờ đây nấu ăn thấy ai cũng xài hành tím. Ít xài tỏi. Đâu biết chuyên nghiệp phải không? Có người phụ bếp luôn không? Cỡ đo đâu ạ. Muốn tháng đó trời. Muốn tháng trăm ngàn tỷ bạc đó hả? Bà ba cũng cán mà bà trả lời là người ta có tiếng có miếng nào đâu. Có tiếng bà ba mướn tháng chỉ cần tháng cho bà ba bịch hai bịch cây na là được rồi. Khỏi cần trăm ngàn tỷ bạc gì hết trơn. Quá trời hành tím luôn mà kiểu thơm sao nó giật cái mũi bặt bặt nãy giờ. Cái đại xuống ngoài hai chú
Chú sáp đó mà nấu ăn ngon lắm mà ba. Con nãy nấu mày đủ ăn. Ủa mà chú sáp chân được không? Chú sáp chân ăn ngon lắm, mùi á, nó dẻo mà không. Chú sáp bây giờ cũng ít người chồng chứ đâu phải nhiều người. Chú sáp mà nghĩ đi. Không không mà để vậy ha. Không có mò ăn nó ngon mà có mò ăn nó xịt. Trời ơi trời, gần 2 kg chắc hơn đó bà ba. Ủa bà Tư. Ừ, ấp bự bự không mà, hình như là 11, 12 con mà. 11 con hồi tối với sáng con rồi, đáng 5 con. 11 con đó. Nội hai ít cái không à, cũng khoảng nói sơ sơ chắc khoảng 4, 500, khoảng 700 gram. Xỉu luôn. Tẩm đặc luôn hả? Ít đồng mới chịu à. Vậy hả, gà nó này nó nọ ổng. Cho ếch vô. Ồ, bạn ngồi thơm phải công nhận thiệt chứ. Không biết bạn thử thơm. Thôi mà, thứ gì chịu nói hả? Hỏi cả nhà coi thơm không hả? Cho đây là nước lưu mũi hết rồi. Quá trời, chảo bự dữ nha. Chảo hơi nhỏ. Ếch nhiều quá, trời bằng có đồ ếch nè. Thứ gì chịu nổi nhức nắc. Đừng đồ ếch, thấy miếng thấy đẹp thiệt. Không có gà nhỏ không biết xin đâu. Đồ ếch giống cái đồ người xào không? Kho qua cho hòa đi. Kho qua cho hòa. Không, cái này mình để lên bếp ga. Cái bánh để ga vô bắt đầu múc. Phải không? Mất cái gì? Mất có bếp ga nhỏ không? Không có cũng được. Không có thì cây nhà lá vườn cũng được. Mình để vô cái nồi múc ra tô mình ăn cũng được. Ừ. Ủa nhớ bà ngoại hồi trước có bếp ga nhỏ mà ta? Thử coi bà ba coi có không? Nửa ký đường nữa rồi. Thôi, nửa ký đường rồi. Đúng rồi, ít thôi nửa ký thôi à. Cho bột ngọt. Cho nó chè luôn. Thôi hủ này đi. Cho một ít đường luôn, ít thôi. Nửa hũ. Cầm lòng sao nói nãy giờ mình với bà Tư xinh đẹp đứng ngoài mà cái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Thằng coi nè, qua đây có chuyện gì nè. Mẹ chồng của Missy Nương đúng thiệt bào tới nái luôn chứ. Bà ba giang hồ. Bà ba cốt cán. Mụ bà ba hái sầu chín nè. Hồi nãy nói mấy trái sầu chín đó, bởi vì bà ăn. Trời ơi, trèo lên tới đọt sầu luôn kìa. Thứ gì chịu nổi bà ba cốt cán này chứ. Mẹ cô cụ có sủ. Bà cỡ đó luôn ha bà ba. Rồi gớt trái rồi kìa. Ừ ừ bạn ơi, thứ gì chịu cho thấu với ba cốt cán mình chứ. Nãy mới khoe đâu còn 5-6 trái sầu chín đâu, anh đây cái bà qua ban qua liền. Thôi nó gớt trên tàu nó chuối bà ba ơi. Nên nó không bể. Dựng lộ tôi chạy. Được không? Cái cây luôn. Đó còn hai trái nữa đó. Nè hai trái ngoài đây nè. Đưa xuống nè, bây giờ chút bớt ra đi, nó bốn trái trong lòng nặng thế bà. Đưa bà Tư xinh đẹp kìa. Nè, rồi đi. Quá wow, bữa bà hay rất á. Cái trái này mỏng không ạ? Cái này chín nó còn, chín rồi đó. Để dưới đi. Để dưới đó đi kìa bà Tư. Ồ, sợi trứng cây nè, ăn đúng bao ngon luôn. Trời trời ơi, cái sợi nó chưa có ai. Hắn ăn cái trời giờ cũng chỉ nữa. Chị hai trái chín chà bá rồi bánh kìa bác đó. Trời cát cái gì bà ơi. Sao bự dữ vậy? Nè bà con nè, thấy ham không? Nè. Bao ngọt luôn. Bao ngon luôn. Mà xong rồi mày ơi, vô ăn nha mày ơi. Cháo chín rồi mày ơi. Người phụ nữ quyền lực chồng từ hồi trưa tới giờ các bạn.
có 4 cây à, lấy cây đồ nẹp đồ bài bản lắm, sợ gió rồi gà rồi nó bư. Mua giống mất tiền. Nặng ơi, tới ba bà luôn rồi. Cỡ đó luôn đó bạn. Cái gì chịu nổi không? Rồi đi vô, đi vô, đi con, đi vô, đi con. Không có ai lầy lội bằng bà ba cốc cán mình hết á. Ủa nãy thấy cái 4 năm trái vẽ gãi, giờ gần cái chục trái rồi chạy. Phía bên kia mà không thấy mà. Quất luôn phải không? Quất luôn phải không? Cỡ đó đó. Ngọt ngắt ngay luôn à. Ngoài đây còn 2 trái. Thôi mày vô bởi, chuẩn bị mưa rồi kìa. Cháo dính rồi, ba cốc cán ơi, xong rồi. Tranh thủ vô bào thôi. Mưa tới rồi. Giờ bắt đầu mình để ếch vô cháo thôi. Cậu vô cái nồi cháo quá đậm đặc rồi bạn ơi. Nhìn nồi cháo to là thịt không? Hết sĩ rồi mà bảy. Giờ đợi chị Nương mới nêm nếm nữa là rồi dọn xuống bào. Cái này mà có nấm gơm nữa ha, là bao ngọt luôn, ngọt ngắt ngay luôn. Không, mới đầu cứ tưởng đâu là nhúng mẻ mày. Bây giờ không có mua, đâu có nghĩ là nấu cháo. Siêu mẫu á. Vậy xong ha. Bác sĩ con bà tám luôn, bà 7 triệu cũng không nổi. Bà siêu mẫu với bà ba giang hồ mới vô nó giống như cái chợ nè. Thứ gì chịu nổi không? Giờ bắt đầu mình múc ra mình ăn thôi, tại vì nó cũng không biết hết ra rồi. Hết ra nhỏ mini á, nên chẳng múc ra là quất luôn. Hết tiền nữa ra. Hết tiền nữa ra, mình ra nhiêu tiền biết chi nữa. Có cần nói lộ liễu cái gì không trời? Ê, quay phim ai mới chữ thề vậy? Ai mới nghe có ghen? Bà ba giang hộ. Ừ. Liễu. Hình như bị liễu thường xuyên quá. Cái tòa tư thằng ơi, ở đây bà tư bà ba bà hợp lại thôi má ơi, cắt lấy chết luôn. Gì vậy? Nghe nè, cho tiêu vô hả? Tiêu rồi nhiều ăn cháo đã cho bắp chuối dạ ăn vô mới cho ăn cá buổi sáng buổi chiều ăn cá. Trời ơi trời, bà cho tôi chắc tôi thành cá quá à. Đồ mày ăn cái kiều hoài thì không ngán vậy. Ngậu đâu ngồi giống như con cá kia ăn hoài. Con cá ăn hoài sao không ngán. Cá nhiều người nói ăn sáng nhiều ăn thì trời ơi chắc thành cá quá. Cá kia ngán nữa là đi rồi đó. Nè biết rồi, biết kết quả rồi đó. Ngơi. Chốt rồi đó. Không có chấm mốt nữa là rồi đó. Không biết rồi đó. Đã hiểu luôn rồi đó nha. Cái này mấy con giữa cái này đây. Cái nào này có ai? Của bự. Anh thằng ơi, cái nồi cháo người ta ba lớn mới bưng cái nồi bự dữ vậy. Bưng cái nồi nhiều bấm mút nè. Bà siêu mẫu hả? Bà Tư bà cũng mới đặt cọc cho chồng yêu của bà một nồi nữa đó. Trời ơi, cái nồi của tao có mẹ lên nồi tôi lấy cái nồi này tôi múc nữa nè. Cái nồi đó, chết cái nồi gì đó, ăn đi. Thôi ba bà, đổ vô bưng nồi đi về ngoài ăn đi. Rồi, dọn ra ăn thôi. Đó, ai cũng xuống ngồi trên kìa kìa. Người phụ nữ quyền lực đứng không biết ngồi đâu kìa. Bữa nay làm cái gì đâu mà ngồi trong hớm có vòng tròn chút xíu vậy? Rồi, nhỏ xinh xinh bé không? Rồi, ai bảo chú mà nhảy dưới đá. Thử rồi mày. Ngọt. Ê, bắp chú đây bà ai làm khéo dữ trời. Tư mình ừ, bà Tư xinh đẹp đó. Thấy không, mỏng mỏng như lưỡi lam phải không? Cái nhà ăn cháo ớt. Cái này dám cầm như miếng bắp chú lưỡi quýt tay luôn á. Vừa ăn cháo ếch mà bên hông thì bụt tọt với nhái nó kêu. Đó, kêu gần gan chẳng không? Tối nay bắt nó mà ăn bụt tọt. Vô ăn đàng hoàng kìa. 2 kg cháo, 2 kg ếch, muỗng ngọt. Đó là 2 kg à, ha. Ừ. Ủa, cháo ếch kìa mời. Xong điểm vô gì nữa? Cháo
Ba mày tao. Ba hồng. Ba hồng. Con có lẽ lấy mẹ cắt thịt khô không? Ăn chưa? Rồi sao cho nói với bà này. Cái này mà có thêm ít nấm rơm nữa ha là tới nách luôn. Thì hồi sáng đó mày nghĩ bắt đầu nấu cháo xong bắt đầu đòi nhúng mẻ xong giờ cứ buộc thành nấu cháo. Kệ có sao cũng được. Thèm nấm hả? Ừ, chứ. Thèm nấm. Thèm nấm tới nhà ăn đi. Mời bắt không có nấm được. Thôi tập trung chuyên môn nè bà Nơn ơi. Ớt này mà nhiều xào lăng. Xào lăng lá cách cũng ngon. Đúng rồi, xào lăng lá cách được. Ra đây giờ tôi tập trung ăn không thế hả? Mời cả nhà nha. Mấy cụ lâu năm rồi. Giả các cũng đứt các bạn. Nó nuôi dữ nha. Gì con? Mua lần á. Nó vô. Ở đâu cũng vậy chị. Ở đâu nó cũng có vậy đó. Nó mới đi qua còn cái xác nó hầm đó. Có hai ngộ. Có bắt học cái hàng đó mới. Đâu bắt? Còn bên đang bệnh mình á hả? Còn hợp nó cũng hợp nó hả? Ngang nó mẹ ngang đổ mà đi lấy các quài nè. Còn bên đó ít còn nào lấy khác kinh khủng luôn. Còn mấy bà đê cao lâu năm rồi. Ít đâu có ít mà lớn lên ra ngoài rồi nó lớn ra nó đẻ á. Còn ít đậm, còn ít luôn nhìn dễ biết lắm. Cái da cũng hết nuôi bể nó gầy không cái nước nhăn nó dày như là nó dịu không nó đậm hết rồi da nó vàng không phải vàng nữa mà cái người da nó thẳng nó không có nhăn nhăn gì nó nhiều gầy gầy đúng rồi cái gì cái mùa nó có lúc 30-40 ngàn mà lúc mà nuôi đây nhiều bán 5 bán cái lát chở bán 70 lần bây giờ ớt không có bự đâu ớt không có bự đâu chèo nằm vô bây giờ ớt không có bự đâu ớt không có bự đâu trước thì đó ở trước mua gọi là cổ mớ chi lại thôi thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Bữa nay quất cái nồi cháo ếch còn đã gì đâu bả ơi. Ngon nhất nách luôn. Ngắt ngay gà tây. Ngắt ngay gà tây. À, chào cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.